rồi, còn 3 tiếng nữa là mặt trời sẽ mọc. Nên bây giờ chị có ăn tụi em thì cũng chỉ là ăn sáng sớm hơn xíu thôi. Mấy em nói có đúng không? Đúng 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 đúng. Cảm ơn chị em. Chú ơi em gái, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 3 giờ sáng rồi đó. Thân con gái con lứa tại sao lại ở đây một mình, lại ở chỗ lạnh giá vậy nữa? Em có biết nguy hiểm lắm không? Vào bụng của chị là an toàn nhất. Thương em. Em có biết không, sáng nay chị chưa có ăn sáng. Vậy tính ra là buổi trưa sẽ là buổi sáng của chị, còn buổi tối sẽ là buổi trưa của chị, có đúng không? Bảy Tòng dặn chị là một ngày phải ăn đúng 3 bữa cho nó đàng hoàng. Mà chị là con gái ngoan nên phải nghe lời ba. Nên chị ăn em nha. Được không mọi người? Được. Ok. Em ơi, dạo này tình hình dịch bệnh chị không có đi đâu chơi được. Chị buồn lắm. Mà chị buồn thì chị càng ăn nhiều. Mà ăn nhiều thì sẽ khiến chị mập ra. Mà chị mập ra thì chị thấy có lỗi với body của chị lắm. Có lỗi với ba mẹ của chị nữa. Tại vì ba mẹ chị sinh chị ra có một body hoàn hảo như vậy mà chị lại phá hoại nó. Nên chị buồn lắm. Em đi ra đây chơi với chị nha. Chị dẫn em đi xuống nước nóng.